Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ theo chân bà ngoại của cô chuối để xem bà ngoại cô chuối chà cá như thế này. Nay viêm họng chưa có hết hẳn cho nên nói chuyện còn hơi khó nghe, các bạn thông cảm nha các bạn. Trời ơi, con cò kìa. Ồ. Nó bự ghê. Mương cũng sâu quá nè. Trời, cá chạy quá trời luôn. Chín ba cây không? Không dính con nào luôn hả? Có kìa. Dính cá nhỏ. Má chài ghét nó sợ á. Wow. Cá nói bự kìa. Dính xuống bự luôn hả? Kìa, dính xuống bự. Rồi bún xuống luôn rồi. Dính được con cá đói to. Còn sách chặt. Đi bệnh đi con trời hơn đổ ba cơm chi trời. Đi con cá này làm như phải cá đối mất. Ha. Cá đối kến hả? Đi. Cá đối kến hả? Ngộ nha. Mình cái mình nó dẹp tròn hơn là con cá đối bình thường mình.
Chỗ đó nãy con thấy quọn nhá, chín con cá đó cho bán luôn kìa. Con cá đói bự luôn á các bạn. Những con cá đói khủng nha. Kệ, một chài một con bự cũng được. Nghỉ đi bà ngoại ơi. Bà ngoại mê chài. Dướng dây chài hả? Kìa kìa má nó quặn kìa. Tiêu cá quận không dính này hả? Mốt đầu tư cái chài cho bà ngoại mới được. Cái chài giờ bán nhất cỡ 300 gì. Nè má. Đó. Thôi nghỉ đi. Ăn uống gì đâu, chài chi. Má cho còn trọng nữa kìa. Tao đây lội tắt qua đây dễ đi rồi đi đó cho té. Có trời mưa thì có chứ. Méo xẹo thì sao dính. Cái xuồng này bỏ hay gì vậy? Bắt thu. Mấy chài mới được nhiêu con đây? Con cá này chắc cỡ 300 gram à. Kinh khủng. Kêu vô không vô? Chài nữa. Dính kìa, dính kìa. Wow, 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 wow. Đây để đem cái thùng qua. Gì hả? Chạy dính ký ngoài cái gì bà ba? Đã vậy? Cái chạy nó động nhờ chạy không có nè. Tại ông ba không? Con một hả? Dính con cá đói bự nữa. Nó nghe tiếng động của má đi rồi nó lặn hâm rồi. Dính kìa, dính tôm hay gì đó. Bà ngoại dụng cá đâu rồi? Thì cái ngày nuôi tôm không nuôi tôm nuôi gì?
nuôi cá cũng bị hư nữa phải không? Hư mấy ao nữa. Ồ, dính cá con, cá lý trí. Chạy nó bị rách hết rồi. Chị chứ nè, chiếc chị chứ nè, chung hết chứ. Cá nâu ngày hôm qua nó dướng dai, nó dính lại. Cái đói nó trơn nó ra chưa. Dính thẻ kìa. Thả nó đi. Con một ăn gì? Ai đâu biết làm món gì ăn. Thả cho rồi. Nè, trước kia chưa rồi sao dính? Bỏ được rồi. Dạ. Nó gần hầm chạy lên trên. Đã thu hoạch được nhiều đây nha. Đi vô cá. Con cá này. Bữa nay chạy không có rồi, hôm qua chạy nhóc. Trời, con nhỏ không căng đâu. Con nhỏ đâu. 300 gram. Cái gỗ này nhiêu? 150 gram phải không? Yeah. 800 gram. Vậy trừ 150 gram ra còn 650 gram. Ôi, nay ngoại thất thu rồi ngoại ơi.